Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của Sáng Tạo Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chế một chiếc loa Bluetooth các bạn. Ở đây thì mình có một cái lõi sticker band. Hai cái loa này thì mình đã gọt cái vành đi rồi cho nó vừa khít với cái lõi này. Hai loa này thì mỗi loa là có công suất 5W các bạn. Vừa khít luôn. Thì mạch công suất này, kim mạch Bluetooth này luôn á, thì mình lấy video trước. Thì cái này còn tận dụng lại thôi. Với phiên bản V1.8 này thì nó cho công suất ra là 5W mỗi kênh. Thì gọi là vượt chiếc loa này luôn. Và adapter sạc thì mình sử dụng nguồn sạc ở đây là nguồn 5V 2A để cấp cho cái mạch này. Và sau khi khoan lỗ xong thì mình được như thế này. Lỗ này thì là lỗ thông hơi. Lỗ này thì mình để gắn công tắc các bạn. Ở đây mình có khoan thông lỗ nhỏ để mình đưa đi đường dây điện. Ngoài ra thì mình cắt thêm hai cái đế các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ dán giấy đen bao quanh lại. Dán xong thì mình được như thế này. Và sau khi gắn đế xong thì mình được như thế này. Mình sử dụng keo nến để cố định lại thêm. Khá là chắc các bạn. Rồi, nè lỗ thông hơi nha. Cái này thì mình để gắn cái công tắc vào. Ở đây thì mình sử dụng cục adapter 5V 2A. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi dây trước. Sau khi gắn xong thì mình được như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng keo nến để dán cố định lại nha bạn.
Sau khi bắn cam nến xong một chiếc lo thì các bạn sẽ bắn cam nến chiếc lo còn lại y chang như vậy. Ở đây thì mặt công suất kim bluetooth thì mình sẽ bắn cam nến lại luôn để cố định luôn. Mình sẽ bắn cố định tại đây. Và hoàn thiện sản phẩm thì mình được như thế này, khá là đẹp. Và rồi tiếp theo thì mình sẽ cắm điện và test thử cho bạn cùng xem nha. Cầm khá là gọn mà. Thì mình đã hoàn thiện xong việc chế tạo một chiếc loa bluetooth. Thì mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích đó, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.